Theo số liệu từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 13 giờ ngày 10 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 146 người chết và mất tích, trong đó có 82 người chết, 64 người mất tích, cụ thể như sau. Cao Bằng 55 người tại huyện Bảo Lạc, 19 người chết, 36 người mất tích. Lào Cai 30 người, 19 người chết, 11 người mất tích, gồm Sapa 8 người, Bát Sát 10 người, Simacai 4 người, Bắc Hà 6 người và Văn Bản 2 người. Yên Bái 28 người do sạt lở đất, 22 người chết, 6 người mất tích, gồm Lục Yên 13 người, thành phố Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người. Quảng Ninh 9 người chết do bão 8 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão, Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất, Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang 2 người, 1 người chết, 1 người mất tích, Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất, Phú Thọ 8 người mất tích, sự cố sập cầu Phong Châu, người bị thương. Tổng số người bị thương 752 người, Quảng Ninh 536 người, Hải Phòng 81 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 10 người, Bắc Giang 5 người, Bắc Ninh 52 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người, Phú Thọ 5 người, Bắc Cạn 1 người, Hòa Bình 1 người, Vĩnh Phúc 8 người và Thanh Hóa 2 người.